Xin kính chào quý vị khán giả và quý bà con đang cùng đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Ánh Nguyệt và Khánh Tường rất vui khi được đồng hành cùng bà con trong chương trình ngày hôm nay để cùng tìm hiểu những hoạt động sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung. Những thông tin hữu ích và thú vị nào sẽ có trong chương trình 365 ngày chuyển động ngày hôm nay? Xin mời bà con cùng theo dõi. Tây Nguyên vào mùa ong hút mật trên hoa cà phê. Nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp Lâm Đồng. Voi rừng liên tục kéo về phá rẫy của người dân Đồng Nai. Mở đầu chương trình hôm nay là những thông tin về hoạt động sản xuất của bà con trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý bà con, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, vào năm 2019, toàn ngành nông nghiệp tỉnh hướng đến điều chỉnh lại cơ cấu cây trồng để tăng giá trị sản xuất khoảng 5,2%, đạt giá trị thu nhập bình quân 180 triệu đồng trên 1 hecta một năm. Bởi vậy mà toàn ngành đặt mục tiêu chuyển đổi 1.600 hecta đất trồng cây điều kém hiệu quả cùng với 550 hecta lúa một vụ để chuyển sang các cây trồng khác phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khả năng tưới tiêu, mang về năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn. Đặc biệt, ngành nông nghiệp Lâm Đồng thông qua chỉ tiêu đạt được đến cuối năm 2019 đối với hai loại cây trồng chủ lực rau, hoa trên địa bàn lần lượt diện tích và năng suất là 67.440 hecta với 2,4 triệu tấn và 8.890 hecta với gần 3,4 tỷ cành. Và giải pháp trọng tâm nhằm đạt được các chỉ tiêu này là tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào phát triển sản xuất. Trong đó, chú trọng hỗ trợ sử dụng các giống rau, hoa chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về bản quyền. Từng bước định hướng, quy hoạch lại hệ thống phục vụ sản xuất, bảo vệ cảnh quan môi trường. Thưa quý bà con, khởi động từ năm 2016 đến nay, dự án phát triển cà phê bền vững VNSAP tại Lâm Đồng đã triển khai hàng loạt các nội dung, trọng tâm là đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cà phê cho các hộ nông dân, xây dựng các mô hình tái canh và sản xuất bền vững. Bên cạnh đó là việc hỗ trợ xây dựng hạ tầng, mua sắm thiết bị sản xuất nhằm tăng thêm điều kiện thuận lợi, nâng cao hiệu quả sản xuất cho các hộ nông dân làm cà phê. Trong 3 năm qua, dự án VNSAP đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật như trung tâm khuyến nông, trung tâm giống vật tư nông nghiệp, chi cục bảo vệ thực vật, tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật canh tác cà phê cho hơn 10.000 hộ nông dân với diện tích trên 11.000 hectare cà phê, xây dựng hàng trăm mô hình tái canh và sản xuất bền vững, củng cố phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Sắp tới, dự án tiếp tục triển khai các tiểu dự án về hạ tầng, thiết bị sản xuất, mô hình tưới tiết kiệm tại các xã thuộc huyện Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Hà, Di Linh. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý về câu chuyện sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân trên cả nước. Thưa quý bà con, tại tỉnh Đồng Nai, thống kê hạt kiểm lâm huyện Định Quán cho thấy, từ đầu tháng 1 năm 2019 đến nay, đàn voi rừng đã 11 lần kéo vào rẫy của người dân tại đây, gây thiệt hại lớn đối với diện tích hoa màu, cây ăn trái. Và chỉ mới gần đây thôi thì tình trạng voi rừng kéo về tàn phá nương rẫy ở khu vực xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai lại tiếp tục khiến người dân lo lắng. Theo hạt kiểm lâm huyện Định Quán, đàn voi rừng Đồng Nai khoảng 14 cá thể, thường chia làm 2 hoặc 3 nhóm, mỗi nhóm từ 3 đến 8 con, thường xuyên di chuyển tại các khu vực thuộc xã Thanh Sơn, huyện Định Quán để kiếm thức ăn, muối khoáng và nước tại nương rẫy của người dân. Hạt kiểm lâm huyện Định Quán cho rằng thời điểm này, nhiều nông sản vào vụ thu hoạch nên đàn voi thường kéo về để tìm thức ăn, trong khi khu vực này chưa được lắp đặt tuyến hàng rào điện. Ánh Nguyệt thân mến, bạn có thích mật ong không? Tất nhiên là có rồi, là con gái thì ai cũng thích mật ong hết, không những hương vị rất ngon mà nó còn rất là hiệu quả trong việc làm đẹp nữa. Đúng vậy, và trong các loại mật ong hiện nay thì mật ong từ hoa cà phê luôn là loại đặc biệt nhất. Và Ánh Nguyệt biết không, hiện nay đang là mùa ong hút mật trên hoa cà phê ở Tây Nguyên. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thôi. Thời điểm từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm, lúc hoa cà phê nở rộ, cũng là lúc nhiều hộ dân sống bằng nghề nuôi mật ong bắt đầu thả đàn cho ong đi hút mật. Hiện nay, mật hoa cà phê đang là một trong những loại mật ong cho thu sản lượng cao nhất ở Tây Nguyên. Với thời gian ra hoa tập trung kéo dài khắp vùng, đây là thời điểm lý tưởng để đàn ong cho ra những sản phẩm mật ong đạt chất lượng cao. Được biết, chất lượng mật ong hoa cà phê luôn đứng ở vị trí thứ nhất so với mùa hoa khác. Do đó, đây là loại mật luôn được người nuôi dành riêng để bán với mức giá cao hơn và hiệu quả kinh tế cũng tăng theo.
ngành nuôi ong lấy mật đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều nông dân ở Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Thưa quý bà con, cứ đến mùa rêu, xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên lại trở thành địa điểm hấp dẫn với người dân địa phương và du khách. Trong ánh bình minh hay buổi chiều tà, bên mảng màu rêu xanh đã để lại những cảm xúc đặc biệt cho những ai được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mùa rêu xóm Rớ. Màu của rêu, lời mời gọi đầy thú vị và cả sự tò mò với những vị khách phương xa khi đến đây. Một màu xanh mềm mại, chập chờn trên sóng tạo nên lớp ngôn ngữ khác biệt mà chẳng phải bờ biển nào ở miền Trung cũng có như ở xóm Rớ. Bờ biển đã là nơi quen thuộc với những đứa trẻ được sinh ra ở làng biển, nhưng nó đã thực sự trở nên mới lạ bởi những mảng rêu xanh. Điều mà trẻ không thể lý giải được là rêu có từ đâu. Chỉ biết rằng được nghịch đùa bên những tảng đá ngập trong sóng nước và kịp lộ ra bộ rêu xanh mướt theo dòng nước rút đã mang lại niềm vui thú đặc biệt. Trong nội dung tiếp theo của chương trình, kiểm soát vận chuyển heo trên quốc lộ 1A. Sản xuất rau củ thành một đêm an toàn. Thưa quý bà con, trước những diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi đang lây lan với tốc độ khá nhanh ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh thành trong cả nước cũng đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn của mình. Thị trường phía Nam, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, được xem là nơi có lượng tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước. Chính vì vậy, nếu để dịch tả heo châu Phi xâm nhập sẽ gây ra những hậu quả rất lớn. Đúng vậy, và nhằm ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lây lan vào địa bàn cũng như các tỉnh phía Nam, các ngành chức năng tại thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch, đặc biệt là giám sát chặt đối với các xe chuyên chở heo từ phía Bắc vào Nam trên tuyến quốc lộ 1A. Tại trạm kiểm dịch động vật Kim Liên, cửa ngõ phía Bắc thành phố Đà Nẵng, mỗi ngày có khoảng 20 chiếc xe chở theo heo và làm các thủ tục thông qua như thế này. Tại đây, các tài xế đã cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, cũng như hợp tác với lực lượng chức năng, công tác tiêu độc, khử trùng cho các xe được thực hiện nghiêm theo quy định. Lợn này là mình chở từ Bắc Giang vào, ở cái vùng này là không có dịch. Vùng dịch thì nó không có cấp cho cái đây, nó có giấy kiểm dịch của Bắc Giang nó cấp cho mình rồi. Heo mình là heo từ heo có nguồn gốc, heo của công ty Thái Việt, cho không dám chở heo không có kiểm giấy kiểm dịch. Theo thống kê thì mỗi ngày có khoảng 2.500 con heo vận chuyển từ Bắc vào Nam được trạm kiểm dịch động vật này kiểm tra, phun thuốc tiêu độc, khử trùng. Trước tình trạng dịch tả heo châu Phi đang có những diễn biến phức tạp, bên cạnh việc kiểm tra, kiểm soát chặt việc vận chuyển từ Bắc vào Nam, các ngành chức năng tại thành phố Đà Nẵng đã tiến hành cấp phát hơn 6.000 lít dung dịch khử trùng cho các địa phương để chủ động phòng chống dịch. Và cùng với việc phòng chống ngăn chặn dịch bệnh lây lan, thì việc tiêu thụ thịt heo cũng đang là câu chuyện nóng ở nhiều nơi. Thực tế hiện nay đã có không ít thông tin sai lệch trên mạng xã hội và cộng đồng gây tâm lý lo lắng cho người tiêu dùng, dẫn đến tâm lý hạn chế sử dụng sản phẩm thịt heo. Điều này thực sự đã càng làm nặng nề hơn khó khăn cho những người chăn nuôi và buôn bán heo trong thời điểm hiện nay. Câu chuyện ở Quảng Ngãi sẽ cho chúng ta thấy tình trạng này. Mặc dù tỉnh Quảng Ngãi chưa có dịch tả heo châu Phi, nhưng các hoạt động mua bán thịt heo tại chợ Quảng Ngãi khá ế ẩm. Theo các tiểu thương, lượng thịt heo tiêu thụ chỉ bằng 1/10 so với trước đây, dù thịt đã được cơ quan chức năng kiểm dịch đầy đủ. Bón ế lắm thì cũng nhờ các ban ngành dỡ tỏa giùm chứ lại là bón không được mà. Mua 10 kg bón cũng không được, mà khi cái bón 100 kg bên nào bón còn 10 kg hay 20 kg bón cũng không được. Trước tình trạng thịt heo tiêu thụ chậm, tiểu thương kinh doanh thịt heo mong muốn các cấp, các ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, định hướng để người dân hiểu được bản chất của dịch. Bởi hiện nay, một bộ phận người tiêu dùng hiểu chưa hết về dịch nên quay lưng với cả thực phẩm heo an toàn. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Con số hôm nay. Con số ấn tượng ngày hôm nay mà chương trình 365 ngày chuyển động lựa chọn đó chính là con số 4,2 tỷ đô la. Và đó chính là mục tiêu phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu tôm cả nước trong năm 2019. Được biết, kết thúc vụ tôm năm 2018 vừa qua được đánh giá là năm trúng mùa đối với bà con, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên thì vào năm 2019 được đánh giá là có rất nhiều thách thức lớn như tình hình nắng nóng, hạn mặn có thể xâm nhập sâu, ảnh hưởng đến vùng nuôi. Đó là chưa kể việc chúng ta vẫn chưa chủ động được nguồn cung ứng tôm giống,
Mỗi năm, nước ta vẫn phải nhập khẩu từ 200 đến 250.000 con tôm chân trắng bố mẹ. Trong khi đó, một phần tôm sú bố mẹ vẫn phải thu gom từ thiên nhiên. Chính vì vậy thì để đạt được mục tiêu 4,2 tỷ USD trong năm 2019 thì các doanh nghiệp, hộ nuôi trồng cần phải tập trung chất lượng để nâng cao sức cạnh tranh của ngành tôm Việt Nam, hạn chế các khâu trung gian cho và mở rộng những thị trường mới để tránh những rủi ro trong hoạt động xuất khẩu. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo xin mời bà con đến với những câu chuyện thú vị trong mục Chuyện Nhà Nông. Ánh Nguyệt nè, khi nói đến về sản xuất sản phẩm từ rau củ thì bạn nghĩ đến những sản phẩm nào đầu tiên? Chắc là anh Nguyệt sẽ nghĩ đến đó là rau củ sấy khô, vì đó là món mà anh Nguyệt thích nhất, có mít, thơm, khoai lang, hồng, nói không thì cũng thấy thèm rồi. Đúng là có tâm hồn ăn uống ha. Nhưng mà ngày hôm nay Khánh Tường đề cập đến một loại sản phẩm khác làm từ rau củ, đó chính là bột nêm. Wow, nghe nói thì cũng thấy rất là thú vị, nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu thôi. Cứ 20kg rau, củ quả tươi sau khi chế biến sẽ cho ra được 1kg sản phẩm bột nêm thành phẩm như thế này. Sau 3 năm liên kết với 10 hộ nông dân trên địa bàn huyện Lạc Dương để canh tác rau hữu cơ, công ty trách nhiệm hữu hạn Gian đã bắt tay vào chế biến sản phẩm từ rau, củ, quả để nâng cao giá trị nông sản. Không sấy khô hay gấp đông, công ty này lựa chọn chế biến rau, củ, quả trở thành bột nêm không hương liệu nhân tạo, không thêm phụ gia. Sau khi sản phẩm được trình làng, đã nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùng cả nước. Để chuyển đổi từ một cái nông nghiệp thông thường qua một cái nông nghiệp mà không dùng hóa chất á, thì bước đầu tiên là chúng ta phải cải tạo môi trường trước. Đối với tất cả các cái nông nghiệp thì cái môi trường là quyết định số 1. Để làm được câu chuyện đó thì trước tiên là mình phải thay đổi về cái cách làm. Cái cách làm rất là quan trọng. Đối với những cái vườn mà họ đang canh tác về hóa học thì mình có thể chuyển đổi từ từ. Hiện tại thì Gen và Gen đang đầu tư vào huyện Lạc Dương để phát triển mô hình sản xuất canh tác chế biến từ sản phẩm nông nghiệp không hóa chất. Trong đó thì với phần vùng canh tác thì đi theo hướng là sản xuất canh tác không hóa chất, và mảng nhà máy chế biến thì đi theo hướng là sản xuất các sản phẩm tốt cho sức khỏe. Thực sự chúng ta cần nhiều doanh nghiệp mạnh dạn tìm tòi, nghiên cứu và đầu tư hoạt động sản xuất để tạo ra được nhiều sản phẩm nông nghiệp thiết thực, chất lượng như thông tin trên. Có như vậy thì giá trị và thương hiệu nông sản Việt Nam mới thực sự phát triển mạnh mẽ được. Và như vậy không chỉ bà con nông dân được lợi khi sản phẩm nông nghiệp có đầu ra với giá trị cao, mà ngay chính người tiêu dùng cũng được lợi rất nhiều. Đến đây thì thời lượng phát sóng chương trình 365 ngày chuyển động cũng đã hết. Xin chân thành cảm ơn bà con đã theo dõi cùng với Khánh Tường và Ánh Nguyệt. Xin chào và hẹn gặp lại!